tiêu chí lựa chọn lồng cô gái của anh em là những chiếc lồng như thế nào? Là những chiếc lồng to hay là những chiếc lồng nhỏ xinh như thế này? Trong suốt hơn 10 năm phục vụ anh em thì có rất là nhiều nhu cầu khác nhau. Có anh em thì lựa chọn những chiếc lồng size to, rộng rãi để có thể giữ đuôi được và giữ được cái form dáng của chim, đó, nó đẹp hơn. Có nhiều anh em thì lại lựa chọn những chiếc lồng nhỏ xinh như thế này để khi mà chim ở trong lồng thì nó sẽ ít di chuyển, thì nó sẽ gáy nhiều hơn. Vâng, mỗi yêu cầu của anh em thì sẽ có những cái tiêu chí khác nhau. Và đây là một em lồng cô gái quả đào mặt cắt chạm hoa mai tứ quý và nóc đan tre. Em này sẽ là size 32cm nhé. Đấy, như anh em mà thú thích để đuôi thì mình lựa chọn mẫu lồng khác. Còn đây là mẫu lồng size 32. Phần mặt cắt thì em sẽ chạm bằng gỗ hương và tích hoa mai tứ quý. Và hiện tại thì lồng đang được treo trên một cái giá đỡ treo lồng chim hình rồng rất là đẹp. Đấy, nếu anh em mà yêu thích chiếc lồng này thì hãy liên hệ với siêu thị lồng chim để đặt lồng nhé. Em này thì hiện tại thì không có sẵn, anh em đặt hàng thì tầm khoảng 20 ngày đến 1 tháng thì sẽ xong lồng. Đấy, anh em yêu thích thì hãy liên hệ với siêu thị lồng chim nhé.